Xin chào quý vị các bạn, nhà mình có ươm một ít cây vú sữa này. Cây vú sữa này đã mắt chuẩn rồi, và bây giờ chỉ việc chăm bón để cho cây sinh trưởng phát triển mạnh nhất thôi. Và hôm nay mình chia sẻ với quý vị các bạn loại phân mà mình hay bón cho cây vú sữa giống này các bạn nhé. Cây vú sữa khi mà to thì cũng rất nhiều hộ đình ưa chuộng, nhất là các cái nhà mà có kiểu dạng biệt thự thì rất là muốn có một vài cây vú sữa cao khoảng 3-4 mét để trồng trong vườn. Và cây vú sữa này có một cái hay là khi ương như này đến năm thứ 3 bắt đầu sẽ cho quả bói, và từ năm thứ 6, thứ 7 trở đi thì sẽ có quả quanh năm, cho nên rất là đẹp, ăn rất là ngon, vừa làm cảnh vừa cung cấp quả sạch cho chúng ta. Và cây nhà mình thì mới ương từ Tết đến giờ mà nó đang bén rễ, và giờ này có thể chăm sóc được rồi. Và các loại phân cho cây vú sữa này thì cũng rất là đa dạng, vừa bón được các loại chống gạo ủ mục hoặc là phân rêu ủ mục. Thứ hai là chúng ta có thể bổ sung thêm lượng phân hóa học nhất định để giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh nhất. Với cây con như này thì nó lên lá và lên lộc liên tục, chính vậy mà cần cái lượng phân bón rất là lớn. Và với cây như này thì nhà mình trồng cái cách cây khoảng 45 cm, thì để đến tháng giêng sang năm nhà mình sẽ đánh tỉa ra và nuôi ở các vườn khác. Và nhà mình thì hay bón các loại phân đầu trâu xanh này. Đây là phân chậm tan, chỉ tan trong dịch rễ của cây trồng, cho nên là không lo cây bị dư thừa quá nhiều phân dẫn đến chết cây. Và cây này thì mới trồng cho nên là rễ của nó chưa ăn xa được, cho nên mình bón chung quanh gốc của nó cách bầu 5 đến 7 cm thôi. Tầm tháng 3, tháng 4 thì rễ của cây vú sữa phát triển mạnh rồi, thì mình có thể rắc ở ngay cái rãnh ngoài này thì rễ của nó cũng có thể ăn được. Cây vú sữa sinh trưởng và phát triển rất là mạnh, ra lộc và ra lá liên tục. Chính vậy mà chúng ta thường xuyên bón, cứ khoảng 1 tháng thì chúng ta cho ăn một lần, và luôn tục tưới ẩm. Nếu chúng ta để khô thì cây không hấp thụ được dinh dưỡng. Cây vú sữa thì nhìn chung là rất là ít sâu bệnh hại tấn công, chủ yếu là có sâu ăn lá và cắn phá ngọn, nên việc phòng trừ cũng rất là dễ dàng. Mình chủ yếu là dùng loại thuốc Sexzone là diệt trừ được hầu hết các loại sâu hại kiểu như này. Ở trên đây là kinh nghiệm riêng của mình. Nếu các bạn có canh tác cái loại cây này thì có kinh nghiệm hay, các bạn nhớ bình luận và chia sẻ kinh nghiệm của quý vị các bạn ở phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.